Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay bên em lại về được rất nhiều loại máy cầu các bác nhé. Máy Đức, máy Nga, đầy đủ tất cả các size cho bác lựa chọn nhé. Toàn máy đẹp này. Này, máy có hộp này. Không hộp này. Máy Nga này ở giữa các bác nhé. Đủ đầy đủ tất cả các size nhé. Đầy đủ tất cả các loại nhé. Tôi nhỏ có hết. Đầu tiên này em có một con máy Shimano ELF nhé. Con này thì ELF 6000. Ngoài hình nó có xuất sắc chút. Con này giá là 90 ngàn các bác nhé. Em tới con thứ hai là con Daiwa Farm Farm LT3000 các bác nhé. LT3000XH. Con này thì nó bị rớt mấy cái gài cước này. Ngoài hình cũng xuất sắc nhẹ này. Con này cũng 90 ngàn các bác nhé. Em tới con tiếp theo là con có một con kit Kit Kaida 2506 các bác nhé. Dòng này chuyên cho bác con luôn nhé, cực kỳ mượt này, có sức sắc nhẹ này. Con này thì cũng 1,5 triệu các bác nhé. Tiếp theo em tới có một con Shimano Nucky size 2500 SHG, size 2500 Echo Đông Tu HG, sức sắc nhẹ, đặc đẹp nhé. Nucky 2021, tại có Cisco Sonjen. Con này là 1,4 triệu các bác nhé. Tiếp theo em có một máy Shimano Utega, coi là C2000 các bác nhé, dòng C2000, tức là xuất sắc nhẹ thôi, tổng thể là máy là còn ok nhé, dòng này cực kỳ bền, cối là cối sâu nhé, size 2000 cối sâu dòng C, cực kỳ nhỏ gọn, con này là 1,4 triệu các bác nhé. Tiếp theo em tới một con Swan C2000 SS BG S, dòng Swan thì tức là rác cũng hay nhé, xuất sắc nhẹ. Máy em mượt xuất sắc nhẹ. Con này 1,5 triệu các bác nhé. Tiếp theo em tới một con máy Daiwa Caria. Caria. Con này là Carina FC LT size 2000S. Máy còn đẹp keng nhé. Carina bản 2021. Máy đẹp. Máy keng. Siêu nhẹ. Con này là 2,1 triệu các bác nhé. Cực kỳ nhẹ 170g. Tiếp theo em thấy có một máy Shimano Sở Đích C3000XG. Cái dòng C size là size 3000, tua tổ XG dòng Sở Đích bản 2023. Cái này thì người ta đã độ núm này này, núm công suất nhé. Và hình máy đang còn cực kỳ đẹp nhé. Đẹp này, đi bóng loáng này. Mấy keng này. Con này 2,7 triệu các bác nhé. Tiếp theo em thấy một con T-Win các bác nhé. T-Win TB C3000. Tewin thì bán này bán 2015 các bác nhé, C3000. Máy thì nói chung là còn đẹp các bác nhé. Đừng đẹp này. Đẹp, size 3000, dòng C. Tổng thể còn đẹp nhé. Êm mượt, máy đẹp. Con này thì 3,6 triệu các bác nhé. Tiếp theo em tới một con Luvias LT3000S. Luvias sản xuất tại Japan. Nói chung là tổng thể thì có sức sắc nhẹ, êm mượt. Con này thì 3,2 triệu các bác nhé. Tiếp theo thì em có một con máy Sertix FWK4000XG, Sertix bản 2018. Máy thì tổng thể đang đẹp sáng các bác nhé. Lúc này cái sức trên rotor thôi này. Đi trong bóng loáng này. Đẹp keng này. Con này thì 3 triệu các bác nhé. Nói chung là em rất nhiều máy các bác nhé. Các bác cần máy gì chứ nhắn qua số trên màn hình thì em chứ gửi hình lại kêu bác xem. Tiếp theo em có một con máy Shimano trở ra Shimano Buildmaster SWK4000XG này. Sẽ là xe 4000, tua tới dòng máy sản xuất từ Japan này. Con này thì người ta đã độ núm công suất này. Con núm gì thì vẫn còn này các bác này. Con này thì nó có xuất sắc trên Roto này. Con này 2,7 các bác nhá. Tiếp theo còn có một con Bio này, Bio Master FWK6000BG này, size là C6000, tua là tua BG. Hình này cũng có xuất sắc chút này. Con này thì 2,7 các bác nhá. Tiếp theo có một con máy Daigo Blast 4500H. Size 4500H thì size thực tầm size 8000 các bác này. Nói chung tổng thể máy còn đẹp này. Dòng cực kỳ trâu khỏe. Con này 2,5 triệu các bác nhé.
Đây em có một con máy Abu Rosoni BF8 các bạn nhé, Rosoni BF8 máy tay trái trường bác chuyên đánh bộ nhẹ hơi, con này 1,5 triệu nha, giá cực kỳ tốt cho bác nha. Thì em có một con máy Daiwa Tatula HLC TV Duop Radio 7.3 nha, dòng này trâu bò cho bác đánh bạo lực này, lóc bông lóc rừng luôn chém, máy tổng thể đang đẹp. Con này thì 2,3 triệu các bác nhé. Tiếp theo em có một con máy T3 nhé, T3MX, TB3MX 1016 HLTV Duop, tổng thể xuất sắc nhẹ em mượt. Con này thì cũng 2,3 triệu các bác nhé. Thì em có một con máy SLX DC71HG xuất sắc nhẹ, DC các thứ hoạt động ok, con này 2,4 triệu các bác nhé. Thế thì em có một con máy Son Son C4 size 500S nhé, dòng C4 siêu nhẹ size 500 cho bác câu L câu cá nhỏ, con này 2,5 triệu các bác nhé, nguyên hộp phụ kiện. Thế thì em có một con máy Shimano Utega C3000HG C3 Utega bản 2021, máy thì còn đẹp mới càng, nguyên hộp phụ kiện, con này 2 triệu các bác nhé. Tiếp thì em có một con máy ESN C3000MHG SN bản 2024 các bác nhé. Máy thì nói chung máy mới sau máy này nó vậy, trên máy dây bia nó còn mới căng này, trạng như mới luôn. Con này 2,4 triệu các bác nhé. Tiếp theo em có một con máy Sachsen Litter MG size 1500, máy nguyên là phụ kiện, tổng thể thì có vài điểm sức nhẹ, máy ra ban sản xuất. Con này thì cái tiếng là rắc này, lúc được lúc không các bác nhé. Con này thì giá 1,5 triệu nha. Tiếp theo em có một con máy Daiwa Sirtex 2508 AI nguyên là phụ kiện, hình nó vài sức nhẹ, Sirtex bản 2016, dòng này sản xuất tại Japan, dòng máy cao cấp, giá 3,5 triệu nhé. Tiếp theo nữa thì em có một con máy Shimano Sutan C3000HG, dòng C là dòng body thun gọn các bác nhé, size là size 3000 THG, máy đẹp keng, máy keng nha, con này 2,8 các bác nhé. Tiếp theo em có một con máy Tewin Bauer 4000XG Tewin bản 2015, này con này nó cứ xước xác nha, Tewin nó bị rớt nó kẻ cước các bác nhé. Tewin này hàng cao cấp sản xuất ở Japan này, con này thì người ta đã đổ núm này, nó chúng đổ nó này. Con này thì 3,5 triệu các bác nhé. Thế thì em có một máy Shimano Sedic C3000HG C3000HG, cái chữ HG nó sẽ ghi dưới các bác nhé. Máy thì còn đẹp mới keng này. Con này thì giá 2,1 triệu các bác nhé. Tiếp theo thì em có một con máy Shimano Nucky C3000 các bác nhé, Nucky C3000 tổng thể nó còn đẹp các bác nhé, rất nhẹ thôi. Con này 1,2 triệu các bác nhé. Thế thì em có một con máy Natki C3000 đẹp như mới, nói chung máy mới sao nó vậy các bác nhé, không thấy chạy trước gì cả. Con này 1,6 triệu các bác nhé. Thế thì em có một con máy Daiwa Caria size 2508, cái này 2008, dòng này có cốt trợ lực khỏe, có sức sắc nhẹ, nguyên là phụ kiện, con này 1,3 triệu các bác nhé. Tiếp theo em có một con máy Vanfor 4000MHG có sức sắc nhẹ nha, dòng vật liệu phân phô và đầu C4 siêu mượt, giá 2,8 triệu. Tiếp theo em có một con máy Shimano Utega C5000XG, máy thì còn đẹp như mới các bác nhé, con này 2,4 triệu nha. Nói chung là bên em còn rất nhiều loại máy các bác nhé, các bác cần loại máy gì các bác cứ nhắn qua số trên màn hình hộ em cái nhé, cần hỗ trợ gì các bác cứ nhắn qua đấy nhé. Thì cảm ơn tất cả các bác nhé, em chào các bác.